Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp Grand Fantasy nha tất cả. Em đi tham gia game này, tất cả các bạn click phần link mô tả mà tất cả bấm nút start chatbot nè. Mình sẽ nhận được 150 token RAN. Một RAR có hiệu là RN khoảng 0.4 đô một token. Bấm bấm cho này drop nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào nhóm chat nha bạn. Của anh Son sao video đây mình thử thông tin cho nhóm chat nha bạn. Rồi không có gì hết, các bạn mới đáp lại nha bạn. Tiếp tục thì các bạn follow fanpage nè, like and retweet cho tweet nè các bạn, nhấp vào nha bạn. Các bạn theo dõi nè các bạn, các bạn like nè các bạn, like rồi các bạn tweet bị dưới game nghe tất cả các bạn. Rồi các bạn test lại các bạn. Con này trong chương trình bán hàng pre-sale các bạn. Đây con chắc của nó, các bạn cứ add vào nha các bạn. Rồi các bạn ghi like một bài thôi, các bạn mới đáp lên các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow Twitter fanpage nữa các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn cũng like vào từ top cần này sẽ list sàn nào ta. Rồi các bạn diệt like đi các bạn. Bạn tweet cái nó đi các bạn. Rồi bạn bấm vào submit detail nha các bạn. Thôi bạn có join nhóm chat xong các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lời đường link profile Twitter mình nha các bạn. Mình lấy bên Zalo đi các bạn. Rồi các bạn copy các bạn gửi cho bot nè bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ RC19 MetaMask Chocolate in token nha các bạn. Hoặc MetaMask cũng được. Các bạn copy địa chỉ với ETH nè. Dạ ETH lên khá là cao. Thì các bạn làm là bạn sau này dự án giá ga nó sẽ những dự án nó sẽ tự động trả các bạn. Hiện tại các bạn bấm don các bạn, rồi bấm set follow Twitter and retweet cho Binbot nữa các bạn. Bạn nhấp vào đây các bạn, đây là dự án iDrop này mình thường làm. Rồi các bạn giờ tweet bị dưới game nữa các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại, bạn bấm set các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn bấm vào status. Rồi các bạn sẽ nhận token, nó sẽ cập nhật sau các bạn. Các bạn gì lên ghép chia sẻ cho bạn bè những người thân kiếm thêm token. Video này cũng kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.